Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream kể chuyện ma của Chưa Hoài Bảo. Annyeonghaseyo. Hey hey. Trời ơi, sao hôm nay tôi hả kiểu như là dạo gần đây nha, có quá nhiều cái gọi là chuyện ma mà you know what? Cái chuyện ma mà đó đó. Chuyện ma nó hơi ấy cái chỗ là nó dài quá, thành ra là mình hơi khó nhớ một chút xíu. Thật sự rất khó nhớ luôn nha má. Thật sự. So là khó nhớ luôn đó. Cho nên là sẽ cố gắng. Mọi người ơi, mọi người có thể giúp Bảo á. Hello bé Nhi Cute, hello Phương Thảo, hello Trường Đào. Anh không có tắt má ơi, má vậy là má này không có follow tao rồi. Hello bé Nhi Cute nha. Tao có một cái kênh, hôm bữa tao bị ban like. Má này không follow tao rồi, má này trách khứ tao. Má này yêu thương tao không đủ nhiều mà trách khứ tao. Hello Mỹ Lữ Hưởng Lội. Hello Bảo Trang, các bạn ơi, các bạn xin cho Bảo xin một cái share nha mọi người. Với lại một bạn nào mà chưa follow Bảo thì nhấn dấu cộng giùm Bảo nha. Các bạn ơi, các bạn thả tim cho Bảo nha. Chuẩn bị là 900 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha mọi người. Cho Bảo xin 900 bạn nha. Hello mọi người, hiện tại bây giờ Bảo đang livestream ở trên kênh Anh Người Yêu Của Bạn, trên kênh Chu Hoài Bảo nha. Mọi người đang kể chuyện ma nha, mọi người lên xem nha mọi người ơi. Mọi người share livestream với Bảo với. Hello Khang, hello Ngọc Tuyền nha. Cảm ơn bạn Toàn đã chia sẻ livestream cho mình nha. Cảm ơn bạn bé nha. Hello bộ má, tao mới livestream mà hôm nay tao đang muốn vui. Má này vô comment buồn quá anh ruột. Có duyên không? Chừng nào tâm sự rồi vô than. Bây giờ đang kể chuyện ma. Ma nó có giúp em vui lên không? Hello, giờ hai. Hello mình, cảm ơn Minh Thư nha. Cục mụn đáng yêu quá, đi quay phim xong make up một cái là tự nhiên mặt nổi mụn vậy đó mấy ní. Make up lên một cái là mặt nổi mụn vậy đó. Cảm ơn bạn Thu Thảo với bạn bạn NK đã tặng hoa nha. Cảm ơn bạn Thu Thảo đã tặng heo đất cho Bảo nha. Cảm ơn bạn Khánh Hạ lì xì cho anh nha. Hello Hồng Ngọc. Hello bé. Hello. Hello cục vàng, hôm nay livestream cái chuyện ma nè bé ơi. Hello bé. Yêu bé, có gì đó hồi ra anh chắc tin nhắn nha. Để anh nha, anh ra anh nhắn tin với bé nha. Hello bạn Bội Yên nè nha. Các bạn ơi, share livestream giúp mình nha. 900 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha. Thì hôm nay tao like sớm hơn. Tại chuyện nó dài quá. Chuyện nó dài quá đi. Mà chuyện nó hấp dẫn mà nó dài. Má ơi, chuyện này á là kiểu giống như là Bị dạng giống như là linh hồn mà của thời trước á. Linh hồn 100 tuổi. Linh hồn 100 mấy luôn á, ý là cỡ 100 tuổi á. Linh hồn 100 tuổi nó hại ghê lắm. Bây giờ bắt đầu kể chuyện nha. Giờ kể nè. Câu chuyện đầu tiên á là của một bạn gửi cho Bảo. Bạn này sinh năm 2004. Trời ơi, ta nói hả là cái năm ngoái của bạn có vẻ như là bạn phải ổn định lại rồi bạn mới gửi cho Bảo. Bạn tên là Hạnh và cái chuyện này nó xảy ra với bạn ở Đà Nẵng. Bạn ở Đà Nẵng nha mọi người nha. Bạn ở Đà Nẵng. Thì bạn nói là bạn đã trước đây bạn đã từng nhắn tin trong comment trong cái like của Bảo kêu là khi nào mà em bình tĩnh lại thì em sẽ kể cho anh. Mà thiệt, mình nghe chuyện của bạn mà mình đúng thương bạn luôn mọi người ơi. Thì thôi mình xin phép đổi một cái tên nhân vật mới đi ha. Mặc dù là bạn không giấu tên nhưng mà mình xin phép được đổi một cái tên nhân vật mới. Cho mình một cái tên đi. Rồi, bạn đó tên là Hồng Trang đi, ví dụ bạn Hồng Trang đi. Cảm ơn bạn Hồng Trang, bạn Nini nha, tặng hoa cho Bảo. Thì cái bạn Hồng Trang này nè, bạn là người ở ngoài Đà Nẵng. Thì bạn có lấy chồng, bạn đã lấy chồng rồi nha. Và cỡ năm ngoái là bạn bắt đầu sinh em bé rồi. Thì em bé của bạn á, hiện tại bây giờ trộm vía rất là ngoan. Và trộm vía nha, mình phải dùng từ trộm vía ngoan và kháu khỉnh. Và cái giai đoạn á, mà bạn bị người âm đi theo phá đó là cái giai đoạn mà bạn đang mang thai luôn. Là vậy nè. Nói teaser trước về bạn Hồng Trang đi ha. Thì bạn Hồng Trang từ nhỏ cho tới năm bạn 18 tuổi luôn là bạn rất là khỏe luôn. Gọi là best cơ thể vật lý luôn á. Có nghĩa là bạn rất là ít khi mà bệnh vặt. Và ít khi nào mà bạn bệnh lắm, mình phải dùng cái từ rất là chậm với bạn, nói là em khỏe lắm anh. Em khỏe dữ dội lắm. Ít khi nào mà tao nói hả là em có thức khuya cho tới 4 giờ sáng hay là hả em có đi chơi thâu đêm suốt sáng.
hoặc là em có quậy cỡ nào đi chăng nữa thì em vẫn không bệnh. Các bạn hiểu không? Có thể là bạn có thể đi nguyên một ngày từ sáng cho tới tối mà bạn đi làm, hay là bạn đi chơi nguyên một ngày luôn, là kiểu như là đi leo núi hay gì đó, là bạn cũng sẽ chậm vía là bạn không bị gì hết. Nó gặp tao là trời ơi, chắc tao một ngày mà tao đi hả, kiểu mà đi từ sáng tới chiều là bắt đầu tao rất là mệt rồi. Rồi bạn nói là bạn không mệt luôn, bạn rất là khỏe, cảm ơn Nini nha, bạn khỏe lắm. Nhưng mà bắt đầu cỡ năm ngoái nha, cỡ từ cuối năm 2022 là bắt đầu là nhà bạn có rất là, bạn bị rất là nhiều vấn đề. Có nghĩa là khi mà bạn Hồng Trang đi về nhà, thời điểm đó nha, bạn đã lấy chồng, nhưng mà chồng của bạn lại ở nhà nhà vợ. Chồng của bạn lại ở nhà vợ, là nhà trong nhà vợ là có mẹ của bạn nè, có em trai của bạn và có bạn đó. Thì bắt đầu ở tại thời điểm đó thì bạn ở nhà là bạn rất là mệt. Bạn Hồng Trang nha, bạn đi ra ngoài thì không sao nha, bạn Hồng Trang bạn đi ra ngoài đi làm thì không sao, không bị gì cả, nhưng mà về nhà một cái là rất là mệt, không có vui vẻ, luôn cảm thấy khó chịu và khó thở, luôn cảm thấy người mình rất là nặng nề và cực kỳ nặng nề luôn. Đó là một trong những cái dấu hiệu mà bị kiểu mà giông ốp á mọi người, một trong những cái dấu hiệu mà bị giông ốp. Và đặc biệt nha, nếu mà các bạn để ý đi, các bạn chỉ cần để ý nha, là nếu mà tầm chiều 4-5 giờ mà các bạn, cái mặt của các bạn nó hồng nguyên một ngày không sao hết, mà chiều 4-5 giờ mà mặt các bạn nó hồng lên và hai cái vai các bạn nó nặng á, là mình nói với các bạn, nhiều khi các bạn đi coi thầy đi nha, các bạn có người dựa rồi đó, là cỡ đó đó, cỡ đó đó. Xong rồi thì cái bạn Hồng Trang này á, bạn không nói gì cho tới khi một ngày bạn đi gặp một cái người chị họ ở trong gia đình của bạn, nói chung là trong cái gia đình bên mẹ của bạn á, là có một cái anh kia là anh họ của bạn, và lấy một cái người chị kia, mình xin phép được đặt tên chị đi nha. Tên chị là gì, mọi người cho mình xin cái tên đi ạ. À, tên chị là gì ạ? À, mọi người xin mình cái tên. Chị Phương đi, chị Phương, chị Phương đi. Chị Phương là cái người chị mà hay giúp đỡ rồi đó. Chị Phương đó, cảm ơn Ngọc Hưng nha. Chị Phương đi ha. Rồi thì cái chị Phương này nè, chị lại có căn à, và người mà hay dựa chị là cậu. Có nghĩa là gì nè, chị có một cái căn và cái người mà hay dựa chị mình, người ta gọi là cậu à, nhưng mà cái cậu này là dạng chưa có phủ. Có nghĩa là thường là có bà đi, bà thì mình mà kiểu mà mình tu lên nữa, căn mình cao hơn nữa thì mình sẽ mở phủ. Nhưng mà chị chỉ có cậu thôi, có nghĩa là cậu dựa rồi này kia các kiểu. Nhưng mà chị không có mở phủ, cho nên là căn chị chưa có tới cái lúc mà mở phủ. Thì cỡ đó thôi, là các bạn cũng biết là dạng thứ dữ rồi. Thì cái chị Phương này ấy, chị hẹn đi ăn bún bò. Thì khi có hẹn đi ăn bún bò xong á, là có đi qua nhà của bạn chị Phương này, được cái bạn Hồng Trang này chở đi qua nhà chơi. Thì khi mà chở qua nhà chơi á, thì chị Phương này kêu là mày đưa tay đây đi, tao coi bói cho. Đó, mày đưa cái tay mày đây, tao coi bói cho. Rồi tao coi bói cho thằng chồng mày luôn. Trời ơi, chị Phương vừa cầm cái tay cái chị nó nói là trời ơi em ơi, mệnh của em á là ít khi nào mà kiểu mà gặp nhau mà coi bói lắm, có dịp gặp nhau thôi. Chơi với nhau mà lâu, không bao giờ coi bói, biết là bả là làm thầy đó nhưng mà không bao giờ coi bói. Trời ơi em ơi, tuổi thọ của em chỉ tới năm 40 tuổi thôi. Cảm ơn em gục Nguyễn Đức nha. Tuổi thọ của em chỉ mới... Trời ơi, dạch ra chị nói một câu nghe xanh rờn liền. Chị nói câu nghe không biết nên vui hay nên buồn luôn. Em ơi, tuổi thọ của em chỉ cỡ 40 tuổi thôi. Còn em phải ba đời chồng, đời chồng thứ ba em mới sống hạnh phúc được. Mà trong khi mới lấy thằng này thằng chồng thứ nhất. Trời má, ủa chị mới lấy thằng chồng này là thằng chồng thứ nhất. Cái chị kêu là em thọ tới năm 40 tuổi thôi, thằng chồng em thì nó thọ tới năm 85 tuổi lận. Ác dễ sợ luôn. Gặp tao lúc đó chắc tao cứng người luôn mấy đứa. Coi bói kiểu này là chết đẻ rồi. Chết rồi. Rồi xong rồi. Các bạn ơi, các bạn hãy giúp Bảo chia sẻ cái livestream này với lại thả tim cho Bảo nhiều nhiều nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Trời ơi, được 152 chia sẻ rồi kìa. Các bạn giúp Bảo là được 500 share nha. Cảm ơn các bạn nha. Rồi, bây giờ thì là cái vấn đề là sau khi nhận cái tin đó xong bạn cũng khá là sốc. Cảm ơn Nguyễn Đức nha. Cái bạn nhận cái tin đó xong thì bạn nói là ủa em chỉ sống được tới năm 40 tuổi hả? Cái chị kêu ừ. Mà chị nói cho em nghe nè.
cái nhà của em á, cái nhà của em có phải là em lấn đất không? Cái nhà của em có phải là em lấn đất không? Tuy á là chị dâu nhưng mà mình phải nói với các bạn là không có bao giờ giao tiếp nhiều, tại vì kiểu như các bạn biết là tuy là mình là họ hàng đi, mình chỉ biết nhau vậy thôi chứ ít khi nào mà mình giao tiếp lắm, đặc biệt là chị dâu nữa, mà thân thì cũng có thân đó. Ừ, nói chuyện qua thì cũng chị em. Nhưng rồi cái chị này mới, chị Phương mới kêu là nhà em có lấn đất của người ta hay không, thì cái bạn này bạn mới hỏi là ồ thiệt ra là em cũng không rõ nữa chị ơi. Cái xong mà chị mới nói là hồi trước á, có phải là cái nhà vệ sinh này nó không có phải nằm ở đây đúng không, mà nó nằm ở bên trong đúng không, sau này nhà em mới làm lại cái nhà vệ sinh đưa ra bên ngoài đúng không. Thì bạn mới nói là ừ đúng rồi, sao chị biết, sao chị biết cái hả. Xong rồi hả, kiểu như là chị mới nói là nhà em lấn đất người ta đó, nhà em lấn đất người ta và người ta đang quở em đó. Em cứ tưởng tượng đi, tại sao mà tự nhiên em đi ra ngoài á thì em rất là vui vẻ thoải mái, em đi làm em rất là vui, nhưng mà khi mà em về tới nhà á thì em rất là khó chịu, em rất là khó chịu, em ngủ không được và người em nó rất là nặng nề. Thì em cứ tự nghĩ đi. Ừ, cái xong bà nói là cái con Hồng Trang này mới kể là do mẹ em là đẩy cái nhà vệ sinh đi ra ngoài cùng với bếp luôn cho nó thoáng. Cái hả, đi lên hỏi mẹ thì lên hỏi mẹ cái chị Phương này mới lên hỏi mẹ của bạn Hồng Trang, kêu là cô ơi, cô có phải là lấn đất gì vậy không. Thì cô mới nói, cô mới kêu là đúng rồi, không phải là cô lấn đất mà là cô đã xin rồi. Cái chị mới hỏi là có phải là cái mảnh đất phía sau nhà là không phải là nhà của em đúng không, hỏi bạn Hồng Trang á. Thì bạn Hồng Trang kêu ừ đúng rồi, cái mảnh đất phía sau nhà, cái nhà này là của em thôi, còn cái mảnh đất phía sau nhà này á là của mà cái bà bạn của mẹ của bạn Hồng Trang đó, đã có mua miếng đất chung gì đó, hai bà bạn chơi với nhau từ lúc mà còn trẻ tới bây giờ, cho nên là mua miếng đất chung với nhau vậy. Rồi xong rồi hả, là miếng đằng sau là của cái bà kia, thì hả mẹ em ở đây, mẹ em xây nhà trước thì mẹ em sẵn tiện mẹ anh canh đất của bà luôn đó, vậy á. Mình nói cho các bạn nghe nha, các bạn mà có đất á mà các bạn không thuê người canh á, mà các bạn ở gần thì không nói, mà các bạn ở xa nha, mốt á má nào nó qua nó hả xâm chiếm đất của mình, có nghĩa là má nó lấn ra ngoài một xíu vậy nè các bạn, nó lấn ra ngoài một xíu vậy nè, lúc đó mình thuê công an vô này kia các kiểu, nó cực cực kỳ luôn. Mình nói thiệt, cho nên nó là kiểu như là mình thưa nó thì vẫn thưa được rồi đó, nhưng mà rất là cực luôn, nó rất là tốn tiền của mình, tại sao mình phải tốn tiền như vậy đó, kiểu vậy á. Cho nên là kiểu xong rồi á thì cái bà Phương này bà mới kêu là chị là cái mẹ của bạn Hồng Trang kể là do là xin miếng đất ở, xin chỉ xin một khúc thôi, xin một khúc nhỏ để lấn ra để làm cái nhà vệ sinh thôi, kiểu mà xin mà bên bà kia bà cho rồi mà, bên bà bạn của dì cho rồi. Thì cái lúc này á là bà bạn của dì cho, cái chị Phương mới nói là bà bạn của dì cho, nhưng mà cái dông của người ta ở ngoài kia người ta đâu có cho đâu, đã xin người ta chưa, người ta chưa có cho. Thì cái bà Phương mà mới nói là ở bên ngoài á, trời tao kể mà tao nổi da gà nè, có một ông đó, ổng cao cỡ một thước, ổng cao lớn lắm, ổng đứng ở ngoài, cái ông này mặc một bộ áo giáp mà áo giáp của lính thời xưa, trời ơi má tao nổi da gà nè, ông này ổng mặc một bộ áo giáp và bộ áo giáp đó là bộ áo giáp của lính thời xưa. Trời đất ơi, ủa cái gì vậy, từ từ để xíu nha, 449592. Đợi mình xíu. Ủa gì vậy trời? Rồi bây giờ mình kể tiếp nha. Các bạn ơi, các bạn nhấn chia sẻ giúp Bảo với. Các bạn, mấy đứa em ruột ơi, nhấn chia sẻ giúp anh với. Giúp cho anh 500 share nha mọi người ơi, giúp cho anh 500 share nha. Cảm ơn bạn Tố Quyên đã chia sẻ, cảm ơn bạn Liên nha, cảm ơn bạn Thanh Vân. Rồi, thì cái ông đó, ổng mặc nguyên một bộ áo giáp của lính hồi xưa luôn. Ổng đứng ở ngoài và mặt ổng rất là tức giận, ổng trợn trừng mắt lên và ổng nhìn, đang nhìn vô trong nhà mình kìa. Con đang ngồi ở trên này, con nhìn ra ngoài cửa sổ, con thấy ổng đứng ở ngoài, ổng đang trợn mắt lên nhìn vào trong nhà. Vì kiểu giống như là các bạn hiểu không, ổng biết có người đã thấy được ổng rồi, cho nên ổng cố tình ổng cho người ta thấy luôn. Ổng cố tình ổng cho người ta biết luôn, để cho người ta nói với cái nhà này là tại sao lại lấn đất ổng. Hiểu không? Ổng trợn như nè. Mà
mà có cái bà Phương mà nói là ổng ở ngoài ổng gầm gừ ghê lắm, ổng đang rất là tức giận luôn. Trời ơi, kiểu giống như là bây giờ tụi bay chỉ cần bước ra ngoài cái sân sau một cái thôi là ổng lụm tụi bay liền luôn, ổng hái tụi bay liền luôn á. Là ổng lử tụi bay liền luôn á. Là ổng đang rất là tập luôn rồi đó. Wow lắm rồi đó. Vậy đó, các bạn tưởng tượng đi, mặc nguyên một bộ áo giáp lính ngày xưa 100 năm, ổng kiểu giống như là hồn, vong hồn 100 năm mấy, 100 năm mấy tuổi mà lớn lắm các bạn. Cái xong rồi hả, là xong rồi á nha. Thì kiểu giống như là kiểu bắt đầu á là kêu là mẹ, là chị Phương này kêu là mẹ của cái bạn Hồng Trang là đi cúng đi, là ra ngoài sân cúng và xin người ta, và đặc biệt là gia chủ cúng xin cúng đi. Cúng mà để xin là mình được ở cái đất đó, chứ bây giờ mình ở khơi khơi mà mình còn, các bạn biết cái gì không? Còn mở cái đất đó mà thay vì mở đất ở thì không nói, mà mở cái phòng vệ sinh, cái bồn cầu, cái toilet này kia các kiểu, rồi tụi bay tưởng tượng đi. Nó xả chất dơ ra, cái người ta khó chịu là đúng rồi. Thì cái bà mẹ được cái gì nè, bà tin tâm linh lắm. Bà mẹ của cái gì xử nữ báo thù, ủa bộ, cái gì? Cái gì xử nữ, tao nghe xà nữ chứ hết hồn. Nó ghi xà nữ mà tao nghe xử nữ, ủa bộ là mấy cái con mà kiểu mà giống như là, mà tao tưởng tượng trong đầu là mấy cái con mà giật, bị giật đồ này cái kiểu mà tức giận như vậy là mấy con xử nữ hả? Tao đang suy nghĩ vậy luôn á, ủa bộ mấy con xử nữ cái tính vậy hả? Tự nhiên nghe xử nữ báo thù nghe hết hồn má. Sao mày biết ổng cung xử nữ? Sao mày biết? Tao tính nói vậy đó. Cái xong rồi hả, là tao nghĩ là ổng chắc cung Bạch Dương á chứ không phải là xử nữ đâu. Ổng là chắc cung Bạch Dương á, cung Bạch Dương á. Xong rồi thì bắt đầu mẹ nó không có chịu cúng, mẹ của bạn Hồng Trang nó có chịu cúng đâu. Tin tâm linh nhưng mà đối với mẹ bạn Hồng Trang đó nha, mẹ bạn Hồng Trang nói là chưa đủ thuyết phục mẹ. Cái bà kia, bà Phương, bà kêu nó là bây giờ là cái ông đó, con nói cho cô nghe, cô cúng đi, tại vì tội em lắm, bởi vì là cô có bà cô độ, bà cô độ, cô là có một bà cô độ mà bà cô của cô mạnh cho nên bảo vệ được cô, nhưng mà con của cô đâu có bà cô độ đâu, con của cô không có bà cô độ, cho nên á là cái ông này nè, ổng chỉ dí con cô thôi. Ổng là chỉ dí con nhỏ Hồng Trang này thôi, cho nên là con Hồng Trang này ở nhà cho nên thì nó khó chịu, nhưng mà ở ngoài thì nó rất là vui. Nó là vậy đó. Cái xong bà kia, bà đợi, bà nghe vậy đó, mẹ của bạn Hồng Trang kiểu nghe cái lỗ tai bên này nè, cái bỏ ra ngoài cái lỗ tai bên kia. Cái xong là mẹ của bạn Hồng Trang kêu chưa đủ thuyết phục. Chưa đủ thuyết phục, không cúng, chưa đủ thuyết phục là như thế nào nữa má? Là cỡ nào mới thuyết phục được? Cái xong rồi bạn Hồng Trang bạn nói mẹ bạn, nhưng mà mẹ bạn kiểu mà dùng kiểu giống như là cái tôi cao á. Cái tôi của một cung Bạch Dương á mọi người. Cái tôi của một cung Bạch Dương là kiểu chắc là cũng Bạch Dương luôn quá. Tao nghĩ là cái tôi cao cỡ vậy chắc chỉ có cung Bạch Dương thôi. Chắc cỡ có cung Bạch Dương thôi. Chắc xong rồi hả, kiểu hả là thôi chưa đủ thuyết phục, thôi kệ đi, nó nhảm á, mẹ cũng cúng đâu. Cái xong rồi bắt đầu nha các bạn là có bầu. Có bầu. thai nó cứng thai rồi, bắt đầu thai nó bắt đầu lớn lên, là bắt đầu là 1-2 tháng rồi đó, là bắt đầu ở trong nhà, bắt đầu là thấy ma. Bình thường là không thấy, là ở đó, ở từ khi mà cái lúc mà xảy ra vấn đề tới giờ là họ chỉ thấy mệt trong người thôi, không có thấy ma. Mà bây giờ bắt đầu thấy ma rồi, bây giờ bắt đầu thấy ma rồi, các bạn thấy tới công chuyện rồi. Tại vì cái năng lượng của mình á, nếu mà người âm xâm nhập mình á thì khoảng thời gian đầu mình chỉ mệt mỏi nhưng mà mình không thấy, nhưng một khi mà mình đã thấy nó rồi thì cái luân xa trên người mình nó đang yếu. Các bạn đồng ý với mình không? Cái luân xa là một cái để bảo vệ mình, và cái năng lượng của mình nó là cái năng lượng, 7 cái luân xa 7 cái năng lượng của mình, nhưng mà cái năng lượng âm mà nó xâm nhập vô mình được, mà mình tới nỗi mà thấy được ma luôn á, là cái luân xa mình nó đang yếu. Cái luân xa mình đang yếu rồi thì đang nằm chơi game gì nè má. Má này đâu có ngủ được đâu, má này tối hả đánh liên quân. Má này tối đánh liên quân, má con gái nha má, con gái mà đang có thai mà tối đánh liên quân đó, đang đánh liên quân vậy nè. Thì nằm ở đây cái tủ, nằm ở đây có cái tủ, mà nhà của bạn này á thì bạn này bị cái là các bạn hiểu kiểu như là ngủ mở đèn, nhưng mà cái đèn nó cũng vừa chứ không phải là nguyên cái đèn phòng, một ngủ phải mở đèn ngủ mới ngủ được chứ cũng sợ. Thì đang chơi này nè, tự nhiên các bạn thấy không, kiểu như là cái con mắt mình đang chơi game đi, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn bao quát được, hiểu không? Mình chơi game thì mình nhìn bao quát được. Thì thấy một cái bóng, thằng chồng ngủ đây, phòng thì đóng cửa, mà thấy có một cái bóng, mà cái bóng nó chiếu qua cái tủ quần áo á, là cái tủ này nó được sơn bóng các bạn, đúng không? Cái tủ này nó màu trắng màu đen nhưng mà nó được sơn bóng, thì tức nghĩa là mình khi mà nó sơn bóng lên như vậy á thì mình có thể thấy được, nhiều khi mình có thể soi được mình ở chổng nữa.
đó, thì khi mà cái bóng nó đi ngang qua là thấy là ở trong cái tủ đó là thấy có một cái bóng đi ngang qua luôn. Ở ngoài thì không thấy cái bóng, nhưng mà nhìn vô trong tủ thì thấy nguyên một cái bóng người đi ngang qua. Thì mới quay qua thì không thấy ai hết, rõ ràng là không thấy ai hết, nhưng mà nó hiện lên trên cái tủ á, má thấy nguyên một cái bóng hả, mặc mặc đồ mà cổ á, nguyên một cái bóng mặc đồ cổ hả, nó đi ngang qua, nguyên một cái bóng mặc đồ cổ nó đi ngang qua. Các bạn thấy mà cảm giác là cái người này rất là to lớn luôn, đi ngang qua, bước ngang qua cái xong hả, chồng của bạn Hồng Trang nè, chồng của bạn Hồng Trang tối ngủ á, bạn Hồng Trang nha nằm mơ, bạn Hồng Trang nằm mơ bạn thấy á, là thấy có ba cái bóng nó bay lại bạn, ba cái bóng nó bay, nó vồ tới bạn và nó giống như là nó nhập vô trong người của bạn vậy đó. Thì bạn mới la, bạn khóc quá trời luôn, thằng chồng bạn phải kêu bạn dậy, thằng chồng bạn phải kêu bạn dậy. Thì khi mà kêu bạn dậy á thì hả, bạn 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 mới kể cái chuyện này cho thằng chồng bạn nghe. Nhưng mà hả, thằng chồng bạn nó kể là lúc mà bạn đang ngủ như này thì bạn co giật như này, các bạn co giật như nè, bạn co giật như nè, chồng bạn sợ bạn quá, chồng bạn phải kêu bạn dậy. Xong rồi hả, là chồng bạn với bạn đang nằm với nhau này, thì tự nhiên thằng chồng bạn đứng lên, thằng chồng của bạn Hồng Trang đứng lên, mở cửa ra cái xong rồi hả, bạn Hồng Trang nói là sao tự nhiên anh mở cửa vậy. Cái chồng của bạn kêu là tự nhiên thấy có cái bóng đứng ở trước cửa, tự nhiên thấy có cái bóng đứng ở trước cửa. Mà các bạn hiểu không, là cái cửa phòng của bạn nó có hí một cái, nó có hở một cái nhỏ nhỏ lên vậy nè. Nếu mà ai đó đứng ở trước cửa là mình sẽ thấy được cái chân, cái bóng của người ta, thấy được cái giống như là cái chân của người ta đó. Thì bắt đầu là thấy có cái chân ở đó thì mở cửa ra liền, tại cái chân nó lạ quá, cái chân nó quá lạ đi, cái chân nó kiểu mà nhìn đất không, mà kiểu giống như là nhìn cái chân đàn ông. Mà tao hỏi tụi bay chứ, trong nhà này một thằng nhỏ nhỏ tuổi, con bé này sinh năm 2004, thì cái thằng bé em của nó là còn đi học, tụi bay nghĩ coi là nhỏ tuổi cỡ nào nữa, mà nó đang tuổi nhỏ làm sao cái chân nó bự cỡ đó, đúng không? Mà trong nhà này còn có một mình thằng chồng của nhỏ Hồng Trang là đàn ông mà, thì suy ra cái bàn chân nó của ai, không lẽ chân của má Hồng Trang sao? Trời đất ơi, chân như chân voi vậy đó. Sợ quá mới đi ra mở cửa. Thì khi đi ra mở cửa không thấy ai đứng ở ngoài hết. Hai k bốn của chồng của con, 2K4 mà năm ngoái mới đẻ thôi, là kiểu giống như là mới đẻ năm ngoái thôi mấy bạn ơi. Là 2K4 năm ngoái sinh bao nhiêu tuổi ta? 2005 học đại học rồi mà, thì 2004 bao nhiêu? 2004 20 bình thường. Trời đất ơi, bình thường tụi em 204 20 tuổi rồi tụi em ơi. 204 năm ngoái là 19. 204 năm ngoái là 19 rồi, đủ rồi, 18 tuổi là lấy chồng được rồi. Mà 19 tuổi là đẻ là cũng bình thường. Hôm nay năm nay 20 nè, nhưng mà năm ngoái là 19. Năm ngoái là 19. Đó, còn mấy đứa 203 là 21 tuổi. Mấy đứa 203 là 21 tuổi. Bồ tao 203, ông bồ cũ tao 203, tao nhớ, tao biết. Bình thường mà, trời sao mấy má này lạ vậy? Trời, có mấy con hả, mười mấy tuổi mà có thai là chuyện bình thường. Bình thường luôn mấy em, bình thường lắm. Là cái thời của anh mà cỡ mười mấy tuổi mà dính ba cái đó là chuyện bình thường luôn á. Nhưng mà cái này con nhỏ này 19 tuổi rồi, nó đủ đủ kiểu mà đủ tuổi rồi, nó khác. Xong rồi thì kiểu giống như là bắt đầu là cái thai nó lớn hơn, thì mà cứ nằm mơ vậy hoài thì mới kể cho chị Phương. Thì cái này chị Phương mới kêu là thôi qua nhà chị đi, cho được 469 xe rồi hả, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn 4 chấm rồi mấy má ơi, đúng rồi, Nguyễn Thảo nó, Như Thảo nó đúng nè. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ livestream cho Bảo nha. Cảm ơn bạn những bạn đã chia sẻ livestream cho Bảo nha. Trời ơi vui quá, cảm ơn các bạn nhiều. Rồi rồi, bây giờ là mình kể tiếp là sau đó thì mới gặp chị Phương một lần nữa, thì chị Phương mới nói là thôi bây giờ chị kêu cậu lên xem. Thì hả, nhờ nhờ mượn cái xác, dùng cái xác để kêu cậu lên. Cái ông cậu này là dạng giống như là chị Phương có căn, xong rồi cậu này đi theo phù hộ á. Thì xong rồi cậu lên, cậu nói là tại sao tới giờ nữ không chịu cúng đi, nếu mà mẹ nữ không cúng thì nữ cúng đi, chứ cái ông này á, ổng sẽ bắt nữ đó, ông này ổng sẽ bắt nữ đó, ổng dí nữ để ổng bắt nữ đó, cho nên hả là nữ ơi nữ phải cúng, nếu mà mẹ nữ không cúng thì nữ phải cúng, không sớm thì muộn thì cái ông này cũng bắt nữ thôi.
cái ông này cũng sẽ làm cho nữ hả bệnh lên bệnh xuống, rồi ổng sẽ bắt nữ. Tại vì bây giờ là càng ngày cái cơ thể của bạn nó càng siêu kiệt, mà bạn lại mang bầu nữa, mà bầu của bạn thì tới tháng đó là bắt đầu tháng thứ 3, thứ 4 rồi. Mà các bạn biết sao không, tháng thứ 3, thứ 4 thì mới lòi ra. Phải nhỏ kia coi bói đúng không? Thằng chồng của bạn Hồng Trang đi khám. Tụi bay biết đi khám là gì không? Đứa nào lại biết đi khám là gì? Bấm số 1 coi. Tính ra bà kia bà coi đúng á. Tính ra bà Phương mới coi đúng. Đi khám. Đi khám là đi ủa. Đi bóc lịch á. Là thằng này là nó bị một cái gì đó từ trước rồi, nó đã có cái đó từ trước rồi mà bên này không có biết. Là lấy luôn. Là nó là kiểu như là nó có một cái gọi là tiền án hả? Nó có tiền án tiền sự từ trước và xong rồi nó đi khám luôn. Dịu không? Mà giấu không có cho cái bên này biết, không có cho bên nhà vợ biết, nhà vợ không có biết gì luôn. Không hiểu sao giấu sao mà hay như vậy, nhưng mà rốt cuộc thằng này nó đi bóc lịch. Thì nó bóc lịch, nó bỏ nhỏ này ở nhà. Thì bây giờ là ly dị rồi đó chứ gì nữa. Bây giờ là ly dị rồi. Đâu có biết thằng này vậy đâu. Cái hả, nói chung là cũng có vấn đề, nói chung là chuyện tình cảm cũng có vấn đề. Cho nên là bây giờ là hả, con nhỏ kia nhiều khi nó có đúng á mọi người ơi. Nó kêu đời chồng thứ 3 thì mới bắt đầu được yêu thương. Đời chồng thứ 3 mới bắt đầu được yêu thương. Tại thằng kia cũng không yêu thương con nhỏ này nhiều. Đó, cái xong rồi bây giờ bắt đầu từ tháng thai kỳ thứ 4 trở đi là các bạn sẽ không thấy thằng chồng đâu nữa. Cho nên các bạn đừng có hỏi thằng chồng đâu nha, nó đi bốc lịch rồi, tự nhiên nó bốc lịch ngang luôn, nhỏ hết hồn luôn mà. Đúng là tam tai của nhỏ đó luôn á. 2004 năm ngoái có bị tam tai cái gì không ta? 2004 năm ngoái có bị vấn đề gì về tâm linh không vậy? Chứ sao con nhỏ này nó xui cực kỳ luôn, bé này nó xui lắm. Bé này bị xui. Có hả? Năm ngoái có hả? Hèn chi tụi bay không? Thấy con bé fan tao không? Nó bị gì đó, chờ tao kể tiếp nè. Xong rồi á, thì nói chung là đại loại là cái ông đó là không sẽ không tha con nhỏ này. Thì bắt đầu cái con bé này nó mới sợ quá, nó mới kêu là thôi chị qua nhà nói chuyện với mẹ em đi. Chị qua nhà nói chuyện với mẹ em đi. Thì cái lúc này mới qua nhà nói chuyện với lại mẹ của cái bạn này. Thì khi mà qua nói là kêu là cô ơi cô cúng đi. Thì hả, kêu bả dữ lắm mà gọi là dí bả lắm á, thì bả mới cúng. Thì cái qua ngày hôm sau là bả đem đồ ra bả cúng. Nhưng mà bắt đầu xin keo á, là có thể là xin được không. Xin được không thì bà này bà, mẹ của bạn Hồng Trang xin thì không có được. Xin hai lần không được. Nhưng mà cái chị Phương á, chị xin giùm á, chị xin giùm thì được. Đó. Nhưng bẵng tới khi mà cho tới khi mà bắt đầu xin con ra luôn á, bắt đầu gọi là xin em bé ra á, thì cái bạn này bạn bị gì biết không? Bạn bị cái bị kiểu mà áp xe. Ta không có nói được nha, mắt công nó kêu là ngôn từ không phù hợp nữa. Mà bạn bị áp xe cái này nè. Phụ nữ sau sinh mà bị rất hay dễ bị áp xe cái này, biết không? Đó, áp xe này nè. Là bị áp xe cái này. Và bạn rất hay phải đi ra đi vô bệnh viện. Đó, đúng rồi đó. Cái bạn trung tâm cai nghiện nói đúng rồi đó. Tên gì dữ vậy má. Đó nè. Má banh ba nữa, má avatar con gái mà tao chỉ cái đó mà nó không biết nữa là tao không biết nói gì luôn. Áp xe nè, áp xe cái này nè, phụ nữ sau sinh là hay bị, có nhiều người hay bị áp xe cái này lắm á nè, bị mủ á. Áp xe là giống như là nó nổ nguyên một cục bự lên vậy nè, nó sưng nguyên một cục bự, trong đó toàn là mủ không à. Đó, các bạn có thể bị áp bị lẹo mắt, nó cũng là một dạng áp xe á. Lẹo mắt nó cũng là một dạng áp xe khi mình mà nó sưng nhiều quá lên luôn á, kiểu vậy á. Mà bị áp xe cái đó các bạn ghê lắm. Cái xong rồi bị bệnh lên bệnh xuống, cái hả cứ lo lấy sữa ra cho con, lấy sữa ra cho con. Nhưng mà càng ngày cái cơ thể mình càng suy kiệt. Tại vì thiệt ra là cái ông mà 100 tuổi đó, cái ông 100 tuổi đó ổng vẫn chưa chịu. Ổng vẫn chưa chịu. Nhưng mà cái lúc mà sinh con ra nha, là cái chị Hiền á, chị kêu là chị Phương. Cái chị Phương á, chị kêu á là em sinh con xong đầy tháng là qua để cho chị cúng cho hai mẹ con nha. Nhưng mà em đặt tên con là gì? Cái chị Phương nghe bạn Hồng Trang là ừ, ví dụ muốn đặt tên con nha, cảm ơn bé xinh. Muốn đặt tên con là Cẩm Tú, nhưng mà chị Phương này không cho. Chị Phương này kêu đừng đặt tên con là Cẩm Tú, đặt cái tên này nè nó mới hợp với con của em. Để tính tuổi tính giờ nè, các kiểu nè, xong rồi người ta đặt tên giùm. Đặt tên giùm để cho nó hên, để cho nó được bảo vệ, hiểu không?
thì đặt tên, cái bạn này không chịu, tự nhiên má này ức lên. Cái bạn Hồng Trang kiểu này đang sinh con mà mình, con là của mình mà mình có quyền đặt tên, sao không cho mình đặt tên theo ý mình. Muốn đặt tên 1, 2 là đặt Cẩm Tú, tao ví dụ thôi nha, 1, 2 là phải đặt Cẩm Tú. Cái xong gọi hỏi khóc kêu là ờ chị Phương ơi em không chịu đâu, em muốn đặt tên con là Cẩm Tú à, nếu không đặt thôi vậy em không chịu. Từ khi đặt tên con như vậy xong mà bắt đầu có vấn đề, là bắt đầu bị áp xe cái này nè, là bắt đầu bị quá trời chuyện luôn. Tại vì cái bà Phương bà đã tính là đặt tên con như kiểu bả thì mọi chuyện nó sẽ tai qua nạn khỏi, nhưng má này không chịu, má này kiểu là thôi đặt theo em đi đó, đặt tên con Cẩm Tú, cái ví dụ vậy thôi nha, đặt tên con Cẩm Tú cái xong có vấn đề liền luôn đó. Cái xong mà cứ bị đau bụng, cái phải đi nhập viện, mà cứ nhập viện hoài luôn. Cái hả, bác sĩ kêu là bây giờ bị áp xe cái này mà còn bị đau bụng nữa, mà bị cái này bị viêm đường ruột đó, cho nên là bây giờ phải nhập viện. Nhưng mà mẹ của bạn kiểu không chịu nhập cái viện này, mới chuyển bạn sang một cái bệnh viện ở Đà Nẵng. Một cái bệnh viện đó là bệnh viện gì Đà Nẵng đó, mà nói chung là bệnh viện gì đó có chữ Đà Nẵng ở chổng luôn. Bạn nào ở Đà Nẵng sẽ biết cái tên đó. Thì khi mà vô bệnh viện đó là bắt đầu là nằm ở trong bệnh viện đó. Cái hả, tối ngủ là ngủ lại nha, thì bạn này, bạn Hồng Trang, bạn mới nghe có tiếng khóc của một người phụ nữ cỡ 25-26 tuổi ở trong bệnh viện. Mà cái lúc này mình nói các bạn nha, luân xa của các bạn đang yếu, thì các bạn gặp ma là chuyện bình thường. Đang nằm như là ngủ, nghe ở trong phòng vệ sinh nó phát ra tiếng khóc. Nghe ở trong phòng vệ sinh nó phát ra tiếng khóc. Thì bạn mới hả ngồi dậy vậy nè, bạn hỏi mẹ bạn đó là ủa mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng khóc ở trong phòng vệ sinh hay không? Thì mẹ bạn mới kêu là không có đâu con, mẹ đâu có nghe cái gì đâu. Bạn mới nói là con mới nghe có chị nào khóc trong phòng vệ sinh thúc thích ở chổng đó. Cái xong mẹ bạn mới kêu là không đâu con, chắc con nghe lộn á, con nghĩ nhiều á. Mẹ bạn vẫn không tin bạn, hiểu không? Bạn bị tâm linh nhiều mà mẹ bạn không tin bạn. Thì mẹ bạn mới kêu là chắc cái chị ở giường kế bên, chị rên á, chị đau quá chị rên. Chị cũng hả có bầu cho nên là chị đau quá chị rên hay bị gì đó. Cái xong rồi hả, bạn mới hả nằm bạn khóc. Bạn nói là sao mẹ không tin mình. Kiểu lúc đó bị tiêu cực mà các bạn. Tiêu cực mà. Cái xong rồi hả, bệnh nặng tới nỗi mà cứ ở trong đó đi ra đi vô hoài luôn, rồi rốt cuộc là ở trong đó luôn. Thì ở trong đó bạn mới bắt đầu khỏe lên được. Nhưng mà cái đợt này thì bắt đầu càng ngày thì bạn càng bệnh hơn. Bạn chỉ ở được khỏe được một thời gian, xong bạn quay lại là bắt đầu cái tình trạng bệnh nó càng nặng hơn. Thì bắt đầu đã có lúc mà bạn muốn 44 rồi. Có nghĩa là nó đang ở trên lầu cao nha, mà bạn muốn nhảy xuống luôn. Bạn muốn nhảy xuống dưới đó luôn. Bởi vì bạn cảm giác giống như là mỗi lần mà bạn gặp cái chuyện tâm linh đó nha. Bởi vì bây giờ là bạn gặp ma là chuyện bình thường luôn. Các bạn biết rồi, mình mà kiểu mà ở cái cử mà mình gặp ma nhiều, bình thường mình không gặp nha, mà bắt đầu mình cơ thể mình yếu mà mình bệnh, mình bắt đầu gặp ma nhiều á, là các bạn biết á, là sắp tới rồi đó, là tới số á. Mà bạn không nói mẹ bạn, mà bạn mẹ bạn không tin, mà bạn cứ bị hoài luôn. Nó bị cả hai bên luôn. Ban đầu bị một bên thôi, nhưng mà về sau bị cả hai bên luôn. Con của bạn nha, mới đẻ ra mà phải xa mẹ, có nghĩa là không được bú sữa mẹ, mà phải gọi là uống sữa mà sữa bột không à. Phải uống sữa bột không mà được, không được uống sữa mẹ luôn. Bạn muốn 44, cái lúc mà bạn chỉ muốn nhảy xuống dưới thôi, thì bạn mệt quá, bạn khóc mệt quá thì bạn ngủ. Sáng ngày hôm sau bạn mới nói với mẹ bạn là tự nhiên ngày hôm qua con rất là muốn 44 luôn. Nói với mẹ bạn vậy á. Cái xong lúc này mẹ bạn biết sợ rồi, thì mẹ bạn mới gọi là dạng như là gọi chị Phương để kêu chị Phương giúp. Thì cái lúc này chị Phương mới nói là chết rồi. Chị Phương tính một hồi thì chị Phương kêu là cái ông này ổng vẫn chưa có chịu. Cho nên là mới phải chạy qua nhà bên bạn Hồng Trang. Còn bạn Hồng Trang thì ở bệnh viện với mẹ của bạn nha. Chị Phương mới kêu là bây giờ là kêu con trai của chị mở cửa cho con. Với lại là hả, kêu con sẽ kêu người qua đó để gọi là lập cái đàn. Với lại là gọi là cúng, gọi là để xem con để giải quyết được cho con bé Hồng Trang hay không. Thì mới đi qua đó mới lập cái đàn. Thì bắt đầu là mẹ con của bạn Hồng Trang thì ở bên này. Lúc này bị áp xe làm cái sưng lên thôi, chứ chưa có chảy mũ ra đâu, chỉ có sưng dữ lắm. Thì bắt đầu là đi vô đó thì chị Phương mới lập cái đàn lên, rồi xong rồi hả là cầu khấn này kia các kiểu, thì mới gọi là kêu một cái người nhà ở bên nhà của bạn Hồng Trang á. Là lúc đó là nhiều người nhà lắm, bởi vì là lúc đó đó chỉ có một mình thằng bé em của bạn Hồng Trang thôi. Ví dụ đặt tên nó đi. Cảm ơn bạn Gấu Bông đã chia sẻ cho livestream cho mình nha. Chị Phương gánh cộng lưng thật sự. Mà không tin chị Phương nữa. Lúc đó chị Phương giận rồi. Chị Phương kêu đặt tên theo chị Phương đi, không bị gì hết. Nhưng mà rốt cuộc chạy chị Phương giận nha. Thằng đó tên gì giờ? Cho mình xin phép một cái tên đi.
thằng đó tên Tâm đi, thằng đó ví dụ tên Tâm đi, thì đi vô cái thằng Tâm mới kêu là cái thằng Tâm nhờ người nhà đi vô, bởi vì nó còn nhỏ mà nó có biết làm gì đâu, nó nhờ cô chú qua để xem luôn đó. Bắt đầu người nhà qua, tại vì bà này cũng là con dâu của bên này mà, thì bà Phương mới qua, bà lập đèn, bà cúng này kia cái kiểu, thì gọi cái ông 100 tuổi đó lên. Thì cái ông 100 tuổi đó kêu là cái con nó đâu, vừa lên một cái là nhập vô xác, mượn xác một cái là chuẩn mắt, là cái con nó đâu, ai cho tụi bay, ai cho tụi bay lấn đất nhà tao, ai cho tụi bay lấn đất của tao hả, tụi bay xin phép tôi chưa? Mà cái giọng nói của ổng y chang như là một người lính, mà kiểu giống như là mà dạng giống như là một cái ông mà thí dụ như mà quy một đám lính mà tụi bay cai quản quy một đám đó, tụi bay gọi tụi bay là cái gì, tướng quân hả? Nói cái giọng như là tướng quân vậy đó, như một ông tướng vậy đó, kêu là tụi xin phép tao chưa? Không phải chỉ huy má, ngày xưa mà 100 tuổi mà, ngày xưa mà là kiểu tướng quân á, tướng lĩnh rồi đó. Ừ, xin phép tao chưa hả? Mày kêu cái con đó qua đây, mày kêu cái con đó qua đây, nó không tin hả? Kêu nó qua đây là ý là kêu mẹ của bạn Hồng Trang á, kêu mẹ của bạn Hồng Trang. Vừa nhập vô một cái là lâu lắm rồi ổng chưa có nói hay sao á, ổng tức dữ lắm rồi, ổng cay dữ lắm rồi, mà vừa nhập vô một cái là kêu mày kêu con đó ra đây, nói vậy đó, là kêu mẹ của bạn Hồng Trang ra. Đó là vậy đó. Tự nhiên lao công là sao má, mấy đứa này bị gì vậy? Top răm là sao, tự nhiên ổng là top răm hả, là dữ chưa má, là sao? Trời ơi, được 8.20 xe rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc những cái bạn xem livestream này của Bảo nha. Trời ơi, những cái bạn mà share chia sẻ livestream này là ngày mai là các bạn sẽ dậy là hết mụn nha mọi người ơi. Ngày mai bạn nào độc thân nha là sẽ tự nhiên là có rất là nhiều người tới tán tỉnh mình nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ kể tiếp nha. Thì bắt đầu hả, mới kêu hả là hả, ổng mới nói hả là tao bắn nó đó. Là ổng nói là ổng dùng cái mũi tên ổng bắn nó đó. Ông dùng cái mũi tên ông bắn nó đó, ông nói là tao bắn vô cái chỗ đó của nó đó, để cho nó cái chỗ đó nó bị như vậy, nó khỏi cho con bú luôn. Tao bắn cho nó hả đi theo luôn, tao bắn vô hai cái đó của nó cho nó khỏi cho con bú luôn, cho con nó đói luôn, tao làm đó. Rồi xong ổng chỉ thằng em của bạn Hồng Trang là thằng Tâm, ổng mới nói vậy nè: cái thằng này tao kéo dò mày hoài, mày nhớ tao không? Thì thằng Tâm này nó có kể là cái chuyện này chỉ một mình nó biết thôi, là cái thằng Tâm này nó ngủ với mẹ nó, mà cái chỗ phòng của mẹ nó, mẹ con nó lại rất là gần cái nhà bếp với nhà vệ sinh. Thì chỗ tao kể tao nổi da gà, tối nó thấy nó bị kéo dò, thì nó mở mắt ra thì nó thấy cái ông đó là ổng mặc cái đồ đó đó. Ổng mặc nguyên một cái đồ mà áo giáp này đó, ổng kéo vào nó vậy nè, ổng nhìn nó vậy nè, ổng kéo vào nó xong vậy nè, mở mắt là thấy cái mặt ổng gì đó ghê lắm, mặt ổng siro không à, sợ lắm. Cái xong mà thằng bé đó nói là em bị vậy em sợ lắm, em không dám nói. Mà thằng bé đó nha, là nó phước lớn mạng lớn lắm, ổng nói hả là trước khi mà tao bắn con nhỏ đó là tao kéo thằng này nè, là hồi trước á, là cái thằng Tâm này nè, nó đã bị té xe, bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não mà nó không mất á. Ghê không? Ông bà mày thương mày quá mà. Cái ông đó đó, cái ông 100 tuổi đó, ông chỉ cho thằng bé Tâm, ông kêu là ông bà mày thương mày quá mà, may là mày giữ lại được cái mạng của mày đó. Ông nói vậy đó. Là vậy nè, hồi trước á, là thằng bé này là nó đi lấy đồ cho mẹ nó, mà nó đi nó không đội mũ bảo hiểm, tại vì các bạn biết kiểu giống như là mình đi cũng gần nhà mà đâu có cần đội mũ bảo hiểm làm con mẹ gì, đúng không? Mà lúc này là có cái ông kia kìa, ví dụ ổng tên này đi nha, ổng cung bò cạp hả? Ừ đúng rồi, chắc ổng cung bò cạp á. Tên gì giờ, cái ông kia ổng tên là Nghĩa đi, ông Nghĩa đi. Thì cái ông Nghĩa này ổng xỉn, ổng chạy sao mà tự nhiên hai cái đường khác nhau mà ổng chạy giống tông thằng nhỏ này. Ổng Tâm, thằng Tâm, thì thằng Tâm nó bị không đội mũ bảo hiểm, thì nó rớt đập cái đầu xuống là bị chấn thương sọ não rồi. Mà còn cái ông đó, ông chỉ chạy chủa sơ sơ thôi, cái bắt đầu hả mới đem cái thằng này lên bệnh viện. Má ơi, đem thằng này lên bệnh viện, mà lên cái chỗ bệnh viện đó, bệnh viện trả luôn, bệnh viện kêu hả là không được rồi, nó bị mất má, thấy cái mặt của nó sưng lên luôn, các bạn biết không, bị tai nạn giao thông mà đầu chảy siro ra nhiều,
mà cái mặt sưng húp lên như nè, cái mặt sưng húp lên không thấy được con mắt luôn, cái con mắt dẹp lại luôn như nè, là ghê lắm rồi các bạn, mà mất ra hả, ao 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 vậy đó. Cái xong rồi bệnh viện kêu là thôi không nhận, là cái này là chỉ chuyển sang bệnh viện khác đi, cái nó phải đi lên trên bệnh viện khác. Ủa mà sao bệnh viện nó kỳ vậy trời, bệnh viện gì mà kỳ vậy? Kiểu là bệnh viện kêu hả là bây giờ không có làm, không có đủ thiết bị làm, à nhớ rồi, hình như không có đủ cái thiết bị làm để cứu chữa cho nó, cho nên là phải chuyển sang một cái bệnh viện khác lớn hơn. Thì khi vô chẩm đó thì bắt đầu là mới gọi là bác sĩ đi ra, bác sĩ mới nói vậy nè, 3% sống thôi, không đủ khả năng. Đúng rồi, không đủ khả năng, ý là tại bệnh viện nó không có đủ khả năng, với lại như là cái bác sĩ mà chuyên môn của cái đó thì nó không, lại không có mặt ở đó lúc đó nữa, thì có vấn đề gì đó cái bệnh viện nó mình phải chuyển đi. Thì bác sĩ kia đi ra kêu là nhà lo, chuẩn bị lo hậu sự đi, chỉ còn 3% sống thôi. Trời ơi, tao nói hả là 50% sống là đã thấy mệt lắm rồi, mà bây giờ chỉ còn 3% sống thôi. Cái xong hỏi hả nha, thì không hiểu sao nha, là thằng này nó lành lại được, mà nó vượt qua được trong một cái cuộc phẫu thuật nó lâu lắm, mà nó vượt qua được nha. Thì sau khi mà nó bắt đầu nó tỉnh dậy rồi đó, là nó có kể nha, là nó thấy ông nó, ông ngoại nó, tức là ba của mẹ bạn Hồng Trang á, thấy ông ngoại của nó, là có nghĩa là nó thấy chung quanh trắng bóc, có nghĩa là nó đang nằm đó mà nó thấy chung quanh trắng bóc à. Nó thấy ông ngoại của nó đứng ở đó mặc một cái bộ áo xanh, mà cái lúc mà áo xanh đó là cái áo mà nguyên một cái set đồ màu xanh đó, đó xanh lá đó, đó là màu xanh ngọc hay cái gì đó, là cái set mà lúc mà liệm ông á, lúc mà nó nhớ là cái bộ đồ đó là lúc mà liệm ông mặc cái bộ đồ đó. Thì nó nói là ông đứng đó, ông kêu con ơi yên tâm đi, mọi chuyện ổn rồi, con ơi yên tâm đi, mọi chuyện ổn rồi, là ông của nó gánh nó một mạng đó. Ông của nó gánh nó một mạng nữa, gánh lòi xả bụi trĩ rồi, nhỏ này nữa gánh lòi bụi trĩ luôn là sao nữa, gánh còng lưng thôi, bây giờ lần đầu tiên tao nghe nói gánh lòi bụi trĩ luôn á, là dữ chưa. À đừng bông ra nha, trời cảm ơn các bạn rất nhiều luôn á, mình chưa, mình cảm thấy rất là vui luôn á mọi người, chưa bao giờ mình được hạnh phúc như vậy luôn á. Cảm ơn các bạn đã share livestream cho mình nha, các bạn là người đáng yêu siêu cấp nhất chủ chủ trên đời này luôn á. Rồi thì bắt đầu á là kiểu như là nó được cứu rồi đó, hiểu không? Nhưng mà bây giờ là tới bà chị của nó, là bạn Hồng Trang, thì mới kiểu giống như là bây giờ cái lúc đó là đang làm ở đó là cũng không dàn xếp được với ông này nữa, không dàn xếp được với cái ông này, kêu lên nhưng mà không dàn xếp được, không có deal được, không có deal được với cái xác này. Cái xác này khó tính quá, cái xác này vẫn muốn nha, cái xác này vẫn muốn lấy mạng của bạn Hồng Trang. Trời ơi, mạng nhỏ thọ tới 40 tuổi mà bây giờ mới có 20 thôi. Trời ơi, mà đã bị như vậy rồi thì bắt đầu là ở bên này á, là nó bắt đầu xả mũ ra. Cái lúc mà kêu ổng lên rồi thì nó bắt đầu xả mũ, nó bắt đầu xả mũ ra rồi, hiểu không? Xả mũ ra dữ lắm. Bữa là nó sưng thôi, bây giờ nó xả mũ mà thấy ghê cực kỳ luôn. Lòi mũ ra nha, mà các bạn tưởng tượng bị áp xe này đây nè, nó lòi mũ ra, rưới lại siro ra, cái bạn la lên mẹ ơi mẹ ơi con đau quá, là bắt đầu hai mẹ con ngồi nặng như nè. Trời ơi các bạn hả, nặng ra một tô luôn. Cái thao để lau mặt nha, tụi bay tưởng tượng đi, hai mẹ con ngồi nặng, nặng hai bên một lần vậy nè, nặng ra vậy nè, mà nó ra cả thao luôn, đi với sữa, có nghĩa là sữa mẹ ứ bên trong nữa, rồi xong rồi mũ, rồi xong máu, rồi nặng nó xì ra, mà nó hôi cực kỳ luôn, mà nặng xong nha, nặng mệt luôn, là phải đi ra ngoài gọi y tá, xong người ta phải vô làm vết thương, rồi người ta phải nặng tiếp, là y tá vô thì y tá cũng phải nặng tiếp thôi, tại vì nó ra mũ rồi, các bạn phải nặng cho nó hết, nặng quá trời nặng luôn, là nặng rất là đau luôn nha các bạn, chưa đâu má, nặng một hồi thì mới phát hiện ra có vẻ như là chuẩn bị mọc thêm một cục nữa ở ngay giữa ngực, ở ngay giữa đây nè, là thành ba cục. Trời ơi, ba cục áp xe ở trên một cái này, ba cục áp xe. Ông cố ơi ông cố, các bạn nào đã từng thấy mũ ở trong áp xe là các bạn biết, nếu mà nó nằm ở đây là nó còn thấy ghê nữa, nó rất là ghê mà rất là đau luôn.
Bạn nào không biết áp xe, search áp xe đi là các bạn sẽ thấy. Các bạn search thử đi là các bạn biết à. Nó ghê lắm cái cục áp xe. Nó giống như là cái cục nó giống như là cái cục mà một lẹo vậy đó, nhưng mà nó bự hơn rất nhiều. Nó sưng cả bự luôn, nó sưng một cục bự rất là đau. Cái xong nặng xong rồi phải rửa vết thương rồi cũng phải để vậy thôi, để cho nó cứ phải ra vậy đó. Xong rồi hả mới kêu là bây giờ không được, bây giờ là phải hả lén bệnh viện để gọi là xin đi ra ngoài để gọi là đi gặp một cái anh này. Thì cái anh này á, ảnh là hầu đồng, là ảnh có phủ luôn, là ảnh ghê hơn, là cô gọi là cô độ ảnh, là bà cô, là bà độ ảnh, là bà độ, cho nên là bà thì mạnh hơn cậu. Cái bà độ đó thì bà lại mạnh hơn, bà có phủ rồi thì bà lại mạnh hơn là cái cậu mà là căn của cái cô, cái chị Phương. Thì chị Phương mới đi qua bên kia kêu dắt đi coi, đi xem. Thì khi mà vừa bước vô, hai mẹ con vừa bước vô á, thì lúc đó là tuy rằng rất là đau bệnh rồi nhưng mà vẫn phải đi, tại vì kiểu mà mình phải tìm cách để mình cứu sống mình á. Thì đi qua đó thì cái bà thầy á, cái anh đó đó, ảnh còn nói chung là ảnh kêu là ông thầy nhưng mà thiệt ra ảnh mới có 30 tuổi thôi. Thì hả kêu gọi là hầu cái kêu cái bà đột bà nhập vô xác, thì bà mới nói vậy nè. Không thể nào mà nói hết được cái lời lẽ của bà, nhưng mà tại vì cái lời lẽ của bà khi mà bà vô cái xác của cái nam đó đó là cái lời lẽ của người xưa, nữ này hả sinh ra mà giảng như là người ta vừa phán mà người ta là vừa làm thơ á, mấy ní hiểu không, người ta vừa phán mà người ta vừa làm thơ. Cho nên bây giờ mình sẽ tóm tắt nha, là người ta dịch ra cho các bạn, cho ta các bạn dễ hiểu, chứ bây giờ làm thơ tao nói tụi bay chứ, tao mà đọc hết nguyên bài thơ đó là coi bói, mà coi bói bằng thơ đó là nói nữ này kia là mấy má này khỏi hiểu luôn. Áp xe mà mấy má còn hỏi là cái gì thì tao cũng không biết sao luôn. Áp xe mà mấy má còn hỏi là kỹ là gì, là bây giờ tao mà đọc cái bài thơ đó lên là chắc tao là mù tịt luôn á má. Tao nói thiệt, áp xe mà còn hỏi tao là gì thì bây giờ tao nói là mù tịt luôn. Bữa có đứa hỏi tao á là đường lưỡi bò là cái gì, rồi xong rồi hả mặt đầu trâu mặt ngựa là cái gì, tao cũng không biết nói sao luôn. Cho nên là thôi, mình sẽ dịch ra luôn, mình đã dịch cái bài thơ đó rồi, và mình sẽ đọc cái cốt là bả muốn nói cái gì luôn. Chứ đọc một hồi là mấy má trên đây là bí lù luôn. Áp xe là cái gì, trời ơi, nó hỏi tao áp xe là gì tao không biết trả lời sao luôn. Bữa trước nó có đứa hỏi tao đường lưỡi bò là gì, trời ơi, tao đúng kiểu như là không phải, tao suy nghĩ là tao có khó tính quá không, sao má má này hay hỏi bằng mấy cái điều cơ bản này cũng hỏi tao nữa ta. Chắc tao khó tính á, chắc tao lớn tuổi rồi tao khó tính á. Rồi tao kể nha. Thôi tao không đọc thơ đâu má, đọc thơ mấy má này tới mai luôn cũng không hiểu nữa. Nó hỏi tao áp xe là gì nên tụi mày nghĩ con đầu óc nó có đủ để nó hiểu không. Giờ tao kể nè. Là cái bà đó, bà đập vô rồi thì bà mới nói là cái nữ này nè, cái con của nữ này đẻ ra nè, là con đẻ ra là con gái, thì mới nói là cô giống là cô gái này đẻ ra là cái mệnh là sát mẹ, là đẻ vô đẻ ra là mẹ mất á. Kêu là gì nè, cái mệnh của con bé này nè là con của con á, là sát con, là đẻ ra là cái con bé này đẻ ra nó sẽ làm hại mẹ nó làm sát, không phải là nó làm hại mẹ nó cái kiểu nghĩa đen, mà là đẻ ra cái mệnh nó không tốt á, cho nên là nó lại sẽ làm ảnh hưởng cái người mẹ của nó, là mẹ nó sẽ hiểu không đó. Thì bây giờ bà đó bà mới nói là bây giờ đó là bán vía qua đây đi, là bây giờ đẩy vía qua đây là bà sẽ nuôi giùm cho, có nghĩa là coi như là con này là con của bà nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là con của con đó, để cho lấp liếm đi hiểu không, để cho lấp liếm đi á, nghịch mạng á hiểu không, con khắc mẹ đó, ừ ọt á, khắc mẹ đó. Thì kiểu giống như là bây giờ bán vía qua đây đi, là đẩy con bé đó qua đây, giống như là tôi sẽ thay làm mẹ của con bé này, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là con của cô, chỉ là để cho người ta biết á là cô không còn là mẹ nó nữa, để không có bị khắc nữa hiểu không, kiểu vậy đó. Đó vậy đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì nữa tao nhớ. Chị đi dài lắm. Nói chung là nó cái thứ hai là cô đang bị xà tinh. Ngoài cái người nam 100 mấy tuổi đó ra thì còn bị một con xà tinh nữa. Cái con xà tinh này nó đang dựa cô. Ghê không má? Cô thấy cô ngồi, cô không ngồi yên không? Trời ơi, tao nói lúc này tao nổi da gà, tự nhiên đâu ra thêm một nhân vật nữa má. Má the new character luôn á má. Thêm một nhân vật nữa. Xà tinh. Má nhỏ kia mới nói xà nữ hay thiệt chứ, tao cũng suy nghĩ là nhỏ này nó liên quan liên thông gì không, sao nó biết.
xà tinh là cái bà kia mới nói là nữ ngồi không yên, nữ ngồi nữ uống nữ éo, là có nghĩa vậy nè, cứ ngồi vậy nè, người ta tưởng là bà này bà mỏi lưng thôi, nhưng mà đây ngồi cứ vậy nè, ngồi xong ngồi cứ vậy nè, ngồi không yên á, ngồi không yên á. Ủa sao tự nhiên kêu xà tinh cái kêu Hamid là sao má? Hamid là sao? À, tao hiểu rồi. Vậy là Hamid nhập đó hả? Hamid giữa đó hả? Ý tụi bay là vậy đó hả? Tội thằng nhỏ. Cái xong rồi hả, lúc này hả là ngồi không yên. Con mắt của cô ngày xưa đẹp lắm. Bây giờ con mắt của cô ngày xưa là, con mắt của cô ngày xưa là một con mắt đẹp, một con mắt bồ câu. Bây giờ con mắt của cô là con mắt rắn. Chồng của cô ngày xưa thương yêu chăm chiều chuộng cô lắm, nhưng bây giờ họ đã nhìn ra sự thật. Họ nhìn ra cô là con rắn tinh. Kiểu như vậy á, ở gần cô họ không còn muốn ở gần nữa. Đó là lý do tại sao mà cô với họ đường ai nấy đi. Là bây giờ con mắt của bạn á, nhìn y chang như một con rắn. Thiệt sự, con mắt của bạn nhìn y chang như một con rắn luôn. Cái con xà tinh này á, là nó muốn chiếm đoạt cái xác của nữ, cho nên nó làm cho nữ hư cái cặp này luôn nè. Có nghĩa là ông kia ông đã bắn rồi, cộng cái con xà tinh này nó làm cho mọc thêm một cái cục này ở đây nữa. Là cái cục thứ ba là con cái má đó đó, sự với sự gấp mặt của má đó đó. Là cái cục thứ ba là với sự gấp mặt của má đó đó. Là muốn cho cái chỗ này thẳng phẳng lì luôn, là để chuồng cho nó dễ. Là cái con xà tinh là nó cũng ở trong đó luôn, nó cũng ở trong cái mảnh đất phía sau luôn. Là cái ông kia ông mở đường xong rồi nó đi vô luôn. Là hiểu không? Là ông kia ông mở đường xong nó đi vô luôn. Má là nó muốn cái này thẳng lì luôn nè. Nó muốn cái này thẳng luôn để cho nó chuồng cho nó dễ. Trời ơi con nhỏ nó âm thầm dữ ha. Âm thầm nhưng chê hệ trội nhất. Trời ơi, cái cục thứ ba là của nó đó. Với sự gấp mặt của nhân vật đó đó, là cái cục thứ ba đó đó, mấy mấy đứa, mấy ní, mấy em ruột. Trời ơi. Cái xong rồi bắt đầu hả là kêu là bây giờ là chỉ còn có cái cách đó là ta sẽ ra, nhưng mà cái này phải đi ra ngoài Huế lận. Cái này phải đi ra ngoài Huế lận. Là đi ra ngoài Huế để kiểu giống như là làm hình nhân thế mạng, xong thả trôi xuống dưới dòng sông á, là ra ngoài gì đó. Rồi xong rồi ra ngoài mới có cái phủ ở ngoài, có cái phủ lớn ở ngoài thì mới bắt đầu làm được. Thì bắt đầu gọi là đi về lại bệnh viện. Thì mới nghĩ cách, nghĩ cách làm sao, tại vì các bạn ơi, các bạn đang bị bệnh mà. Làm sao mà kiểu giống như là mà các bạn có thể đi được, mà trong khi các bạn đang bệnh nặng nữa. Thì cái cục thứ ba nó bắt đầu nó mọc bự lên rồi. Thì đi vô trong bệnh viện, phải nói là đúng cái ngày này nè, khoảng bao nhiêu ngày nữa là nhớ đi ra ngoài Huế. Thì lúc này mẹ của cái bạn Hồng Trang mới kêu là bây giờ ngân sách không đủ, bây giờ tôi có thể ra thay con tôi được không? Kiểu là một người ra thôi, con tôi đang bệnh không có ra được. Cái xong mà bà kia nói là ai bệnh thì ra chứ, ai bị thì ra chứ, nữ đâu có bị gì đâu mà ra. Nữ đi theo thì được, nhưng mà phải cái người đang bị nè, cái người đang bị hành nè, người ta đi mới được. Cái xong rồi hả, bắt đầu hả là kêu là bây giờ chứ không có tiền. Lúc đó tự khắc là có tiền à. Ủa sao hay vậy? Bà kêu là nữ muốn mượn ai cũng được hết á. Lúc đó sẽ có người cho nữ mượn. Chị Phương chứ ai? Chị Phương. Chị Phương cho mượn. Chị Phương chứ ai? Chị Phương đó. Cái gì cũng Phương nhưng mà không nghe lời Phương, Phương giận. Má Phương gì cũng tao. Chị Phương chứ ai? Chị Phương. Phương. Đó vậy đó. Cái xong rồi á là đi về. Lúc này á là bắt đầu bệnh nặng rồi. Đi rung người luôn nè. Tới nó ông bác sĩ ông còn chê nữa. Cái ông bác sĩ mà chuyên về cái đó nha, ổng vô ổng xem ba cái cục đó đó. Ổng dở lên vậy nè. Cái ổng dở lên cái ổng. Bác sĩ gì kỳ ghê á. Ông đó cũng lớn tuổi rồi. Ông nói sao dữ vậy? Ông giật lên vậy nè, ông giật cái này lên vậy nè. Ông giật lên, ông nói sao dữ vậy? Ông còn chề mo nữa, bác sĩ hôi quá à. Bác sĩ còn kêu ê, lương y như từ mẫu cái này nè. Lương y kiểu gì vậy đây? Cái gì vậy? Hả? Du viên. Trời đất ơi, ngộ ha. Kỳ ghê á, tự nhiên chê ta vậy á. Kêu hôi quá à. Sao để ra như vậy? Sao để ra nông nổi như vậy? Sao để ra nông nổi như vậy? Trời ơi, nói chung là lúc đó là bạn cứ bị áp lực, người này kia áp lực bạn. Cái lúc mà bạn mới bắt đầu bị áp xe á, là mẹ của bạn với lại cái người dì của bạn nói gì biết không? Mẹ của bạn với người dì của bạn nói là tại mày không cẩn thận cho nên mày mới bị á.
chửi bạn gì đó, mà trong khi người ta mới sinh xong mà người ta bị như vậy nữa, tâm lý người ta không ổn mà bị chửi vậy. Cái lúc mà bạn muốn 44 á, là tại vì do mấy người xung quanh nói bạn á, bạn đang bị bệnh mà còn chửi bạn là không cẩn thận, chắc muốn hả, chắc tao muốn tao bị bệnh á, kiểu vậy. Cảm ơn bạn Kim nha. Cho nên là buồn lắm các bạn ơi, mẹ của bạn cũng là một người góp phần. Xong rồi thì cái lúc này là làm nó cũng là sương sương, là cũng đỡ đỡ rồi, là nó cũng đã bớt mủ rồi, thì mới bắt đầu gọi là nói là ông ngoại mất. Mà thiệt sự là ông ngoại mất lâu rồi, các bạn mình có kể thì các bạn cũng biết là ông ngoại của bạn này mất lâu rồi. Thì kêu là ông ngoại mất cho nên là bây giờ phải bay ra ngoài Huế để gọi là nhìn mặt ông ngoại lần cuối. Thì cái chuyện này thì ai đâu mà không cho, kiểu ai đâu mà không có cho xuất diện, đúng không? Bây giờ nói là bây giờ bị gì rồi thì phải cho xuất diện thôi. Xuất diện qua đó nha. Qua đó nha, là có chị Phương nè, với lại cái anh mà 30 tuổi mà, ví dụ ảnh tên gì giờ đi. Áo đẹp quá anh ơi, trời cảm ơn em nha. Áo này anh có bán á mọi người, đang có sale á mọi người, nhớ mua ủng hộ anh nha. Từng bị áp xe nè, kinh khủng lắm. Đó, mấy bạn bị áp xe bình thường mà người ta là bị áp xe ngay đây luôn, mà người ta là con gái mà người ta sâu sinh mà người ta bị áp xe ngay đây nè. Các bạn tưởng tượng đi mà áp xe ba cục. Tên anh Chí đi. Thì có cái anh Chí mà có được bà dựa nữa. Thì cái lúc này á là đi ở trên cái con thuyền, bỏ một cái hình nhân xuống, là đang chỉ là giải quyết cái con xà tinh thôi nha. Đang chỉ là giải quyết cái con xà tinh thôi, sau này mới giải quyết tới cái ông 100 tuổi. Thì đem cái con hình nhân thả xuống sông để cho nó chìm xuống, để giải quyết nó trước. Giải quyết nó xong rồi thì lúc này người rung như nè, người rung như nè các bạn, người tội lắm. Bệnh mà rung mà đằng trước nó đau vậy nè, mà vẫn phải ráng băng bó, mà nói chung là băng bó lại để đi á các bạn. Mũ nó cứ rỉ. Cái đi vô trong cái đền để gọi là đi vô trong cái phủ. Xong rồi mới kêu không phải là kêu bà nữa, là kêu một cái người cao tay ở đó nữa, là cái người đó là người cậu hai đó, là gọi là cái người đó là người cao tay. Thì cái người đó vô, người đó nói là sao cái lệnh nhập lên rồi. Thì cái người đó mới nói là tốn kém lắm đúng không, để có gì tao cho hả trúng ba tờ giấy số để gỡ lại những gì đã mất. Ê, vừa vô cái tự nhiên có tiền trước rồi xong xử sao ha. Ta sẽ cho ba tờ giấy số để gỡ lại cái tiền mà bệnh rồi tờ là tiền bữa giờ là kiểu mình đang làm phước nha, để cho ba tờ giấy số. Trời đất ơi, cho sự xịn vậy. Bảo cũng cần cũng một tờ thôi cũng được, cho Bảo một tờ thôi cũng được. Trời ơi, tất cả các bạn share livestream ngày hôm nay các bạn sẽ trúng số nha. 1k7 bạn share livestream hôm nay là các bạn sẽ trúng số nha. Các bạn thả tim cho mình lên trên lên được 400.000 tim được không mọi người? Thả tim đi, các bạn sẽ được trúng số. Cho 3 tờ luôn mà, quá là hào phóng luôn, hào sảng. Xong rồi kêu là gọi Phương sao, cho Phương trúng rồi xong rồi chia cho Phương nha. Cái Phương kiểu như là kiểu mà tại vì Phương cũng tốn kém này kia, kiểu cho cái bạn này á, mà kiểu mà cũng đang giận bạn á, tại vì bạn không tin á, mà bạn còn làm mấy cái hành động mà bạn. Chị Phương buồn á, chị Phương nói là bây giờ có bao nhiêu tiền cũng không có lấy lại được cái danh dự kiểu của chị đang giận mà. Cái xong rồi hả, thầy mới nói là không sao đâu, thì thầy sẽ kiểu mà cái người cậu hai đó nhập vô kêu là cậu sẽ giải quyết. Thì mới kiểu mà cậu mới nói là cái lúc á, thiệt ra là cái vận của con á là chưa có tới số tận đâu, cho nên là vẫn giải quyết được. Cái lúc á mà con không đi được á, là con bị phát ra nữa, là cái ông 100 tuổi đó, ổng đứng ngay trước phòng bệnh của con, ổng cứ bắn vào hoài luôn. Ổng cứ bắn vào đây hoài luôn. Mà hai bạn có kể là cái lúc mà trước khi mà bạn đi á, là bạn bị cái con rắn, cái con xà tinh đó, là bạn nằm mơ bạn thấy có một cái con xà tinh màu đỏ. Con nó đỏ nha, cái người nó rằn ri, cái con nó đỏ mà cái người nó rằn ri, nó bò, nó trườn lên người bạn, như nè, xong rồi nó xì. Nó xè cái lưỡi nó liếm cái mặt bạn, nó kêu á là mi là phải là của tá à. Trời ơi, xà tinh mà mi với ta, xà tinh mà miền Trung. Xà tinh dùng miền. xà tinh miền Trung, mi là phải là của tá à. Xà tinh nói giọng vùng miền, xà tinh Huệ. Mí là của tá à. Tại vì ma dùng nào thì phải nói tiếng địa phương chứ các bạn. Ý là yêu tinh dùng nào thì cũng phải nói tiếng địa phương thôi.
Mí là phải là của ta, ta tròn mí rồi, cái gì đó, tấu tròn mí rồi, liếm liếm vậy đó mọi người. Ý là mắc cười hả? Tự nhiên mắc cười. Cái ông thầy ông mới nói gì nè, tự nhiên tao mắc cười luôn, tự nhiên cái bạn nó kể là cái bạn nó mở ngoặc la, cái con rắn nó nói với bạn câu nè, mí là của ta, là sao mà tao đọc cái khúc đó tao cũng xì ra tao cười. Ý là bây giờ là cái nhìn ma là sợ đó, nhưng mà bắt đầu nó nói tiếng Phú Yên hay là nó nói tiếng nó nói tiếng Bình Định hoặc là nó nói tiếng tiếng Huế là bắt đầu thấy nó dễ thương à. Tao nói thiệt, nó mà là ma nha, nó hiện ra mà nó nói hả, nó nói mấy cái tiếng đó tao không biết nó nói gì luôn. Là lúc đó là tao phải ngồi tao suy nghĩ coi nói gì. Tao nói thiệt, trời ơi, là ma mà bắt đầu hả giao diện thì sợ, nhưng mà cái âm thanh như vậy là thấy dễ thương rồi. Tao nói thiệt á, tụi bay nghe tụi bay sẽ thấy rất là dễ thương á, kiểu mí là của ta vậy đó. Cái xong rồi á, cái xong rồi giải quyết con sạc tinh ở ngoài rồi thì bắt đầu á là mới kêu là cái ông đó hả, ông bắn ra như vậy đó, nhưng mà cái ông mà dựa chị Phương á, ổng phái gọi là binh lính của ổng xuống để trấn cái ông đó lại, có nghĩa là tuy rằng đánh không lại nhưng mà cũng phải trấn lại để cho bạn có thể đi ra ngoài đây được, để gặp được cậu hai. Thì ra thì kêu cái ông đó lên, thì bây giờ kêu cái ông đó lên á thì người lớn ngồi nói chuyện, kiểu như là bây giờ là cái người này mạnh hơn rồi thì người ta có quyền người ta nói chuyện với cái ông này, các bạn hiểu không, các bạn đồng ý không? Bây giờ cái kiểu mà bây giờ là có mạnh hơn rồi thì bắt đầu mình nói chuyện mới được. Ôi ôi, 2k xe rồi, trời đất ơi, hồi nãy từ đầu like các bạn mình tưởng là chắc không được hả, được 1k xe luôn á, mà được 2k xe mình cảm thấy các bạn rất là thương mình luôn á, mình coi các bạn như là anh em ruột của mình vậy đó, mình thương các bạn lắm luôn, các bạn là chén cơm của mình, ôi lộn, các bạn là hả người thân của mình, các bạn là người thân của mình, anh em ruột của mình vậy đó. Anh đi làm diễn viên được rồi, mẹ nó, tao làm diễn viên mà má. Nhưng mà anh thương tụi em lắm, anh coi như mấy đêm ruột vậy đó. Ồ thương quá. Đó mà. Hung như vậy là rất là thương thì mới hung kiểu đó đó. Chắc nồi lẩu có chén cơm, chắc nồi lẩu. Ruột thừa. Xong rồi tao kể tiếp. Thì kêu cái ông này lên, cái ông này hả là gầm gừ ghê lắm. Kêu cái ông này lên, ông này gầm gừ ghê lắm. Cái xã hả nói qua nói lại, gọi là xin nói qua nói lại, thì cái ông này ổng kêu là được, bây giờ phải rước ta kiểu như là ổng nói kêu là tụi bay ở mà tụi bay lấn đất của tao, mà tụi bay xả ba cái nước thải thấy ghê ra, tụi bay đi ra vậy đó, hỏi sao tao chịu nổi. Cái xong rồi hả ổng mới nói là thôi được rồi, bây giờ hả tao thắp nhang xong rồi lấy cái bát này về, lấy cái rương này về, lấy cái bát này về đem tao vô trong nhà thờ tao đi thì tao mới tha cho. Phải thờ ổng nha, ổng mới tha cho nha. Phải thờ ổng, bây giờ phải thờ tao thì tao mới tha cho. Còn không là tao không tha. Cái xong rồi hả, cái gia đình bên đây mới chịu là sẽ thờ ổng. Nhưng mà ổng mới kêu là tao nói thiệt luôn, tao ít khi nào mà tao hả phải phá ai lắm đó. Tao mà biết tới tao rồi đó, biết tới ta rồi đó mà cúng cho ta hay là hả thờ ta đó thì tao cho nhà của nhà ngươi phất lên luôn. Nhưng mà nếu mà bây giờ tao không phá nhà ngươi nữa thì tao chán lắm. Tao nghĩ tao sẽ đi sang nhà kế bên của nhà ngươi để tao phá. Cái xong rồi bắt đầu là ủa là sao, ý là phá là sao má, ý là cái tới cái đoạn đó là được rồi, nhưng mà cái đoạn sao nó hơi ấy ngộ ho. Ủa là sao, là rảnh dữ chưa, là quậy quá hả, là quậy quá rồi đó, là rất là quậy rồi đó. Thì bắt đầu mới nói là tao qua nhà khác tao phá. Cái xong rồi mày kêu thôi được rồi đừng phá người ta, cái kêu bây giờ nếu mà tao không phá người ta tao phá mày được không, tao không phá người ta tao sẽ phá mày á, mày chịu không, bây giờ một là tao phá người ta, hai là tao phá mày. Cái má này kiểu sao cũng được, kiểu như là bây giờ là kiểu như là hai má con kiểu thôi sao cũng được, phá người ta đi. Sao tướng quân này quậy quá vậy, ý là hai má này ban đầu cản, cái xong rồi tự nhiên nghe vậy cái thôi sao cũng được, phá đi. Là thiệt ra là ổng chỉ giỡn thôi, ổng chôn trôn cổ trang và yeah, trôn cổ trang thôi, trôn đó vậy đó, vui tánh dễ sợ luôn à. Cái xong gọi hả, cái rồi mới đi về lại là bắt đầu là có một cái lịch mổ, là lịch đó là lịch mổ cuối cùng luôn. Thì mổ xong là bác sĩ mà người ta còn thấy hết hồn, vì hồi bữa là nó còn bầy hoày ra, bây giờ tự nhiên nó lành xong rồi, nó thịt của nó xiền lại mà ghê là cái gì mà bác sĩ phải lấy da ở vùng đùi á,
để lắp lên đây nè, tại vì nó lủng ghê quá, nó lủng cái này, nó lủng dữ quá, phải lấy cái da ở vùng đùi lắp lên, đắp lên đây, mai lại đắp lên đây. Trời ơi, 500k tim rồi, trời ơi, cảm ơn luôn á, cảm ơn luôn á, trời ơi, cảm ơn luôn á, trời ơi, vui quá à. Mấy bạn ơi, mấy bạn nào mà chưa follow mình, nhấn nút follow giùm cái đi. Cái nút follow ở đâu bên này nè? Ở đâu vậy? Bấm ở đây nè. Đó, bấm follow á. Bấm follow giùm đi. Hay đừng có bấm dấu ít nha má. Dấu ít là phát và thoát ra. Bấm follow á. Like trực khớp tai, trời ơi thương quá. Hôn cái khớp tai của em nha. Mà, xong rồi á, đi. Đi cái đó thì bắt đầu mới gọi là đi về. Rồi mới rước ổng vô. Là tới bây giờ là nhà bắt đầu có phức phức lên rồi đó. Mà cho trúng số là trúng số nha. Giỡn hoài. Trời ơi. Phải son dưỡng lên gì đó. Mình rất là hay dưỡng môi. Như các bạn cũng biết đó. Cái này là cái mẫu mình sẽ sắp bán trong tương lai. Nhưng mà nó không phải cái packaging vậy đâu. Mấy bạn là hay khen môi mình đẹp á. Là mình có dưỡng môi á. Nhưng mà sớm mình sẽ ra cái sản phẩm này thôi. Nhưng mà chắc lâu lắm á, chắc cỡ 3-4 tháng gì đó mình mới ra. Nhưng mà mình sẽ teaser trước cho các bạn á. Đây là son dưỡng. Không bị nặng môi nè, mềm môi nè. Nó có chút xíu màu nữa. Các bạn có thể làm một cái lớp để gọi là một cái lớp màu nhẹ đi ra ngoài đường nha mọi người. Đẹp không? Rồi các bạn nhớ lịch của mình chưa? Lịch của mình là thứ tư, thứ sáu hàng tuần lúc 8:30 tối nha, là chuyện ma. Và tuần này thứ bảy 8:30 tối mình vẫn sẽ like, mà sẽ like chuyện về gói ôm an thần nha mọi người. Mình sẽ like chuyện gói ôm an thần. Cho nên các bạn nhớ lên xem gói ôm an thần của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thứ bảy cũng 8:30 luôn. Thứ tư, thứ sáu hàng tuần là kể chuyện ma, còn thứ bảy là sẽ gói ôm an thần, tất cả đều 8:30 hết. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye mấy đứa em ruột. Bye bye nha.